bà con chia sẻ dùm cái clip này nha. Đấy, bà con nghe vấn đề là Lan bắt đầu là Lan lên, bắt đầu lên kế hoạch, Lan để lại di chúc thế nào là Lan nói hết trơn luôn. Đấy, và Lan đang có những cái gọi là cũng là xuyên tạc cơ quan chức năng. Bà con nghe vấn đề này. Ngày nào cho nên làm sẵn đơn để cho mày kế nhau gì không biết là mình ra đi ngày nào cho nên làm sẵn đơn để cho mẹ đứng tên. Nếu như tôi có qua đời, nếu như tôi không còn nữa thì chắc chắn tôi sẽ không để cho công an bắt tập. Vì sao? Vì rất là nhiều những vụ án bắt người ăn sai, đến hồi mà người ta đi lên lấy lời khai một cái là người ta mất mạng tại trụ sở công an, cho nên là tôi không muốn bị mất mạng. Đà. Chỉ cần mấy câu này thôi quý vị, chỉ cần những câu này thôi là đơn giản, là thật sự cơ quan chức năng là vào cuộc được rồi, biết không? Cô đang có cái dấu hiệu là cô đang gọi là chịch mũ, vu khống cơ quan chức năng. Và tuyên bố rất hùng hồn đúng không? Cô sẽ hy sinh chứ cô không để công an bắt. Bà con nghe không? Đây là một trong những người mà thật sự tôi nói cái hệ tư tưởng cô này đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Cái hệ tư tưởng đang có vấn đề đấy quý vị. Chứ còn người ta bình thường người ta lên không bao giờ mà người ta gọi là đưa cơ quan chức năng vào trong cái câu chuyện này. Để. Cô tuyên bố mà. Thì bây giờ là cô mà có ra đi đột ngột đó, đó là tất cả những cái gì còn để lại là cha mẹ của cô làm. Mẹ cô sẽ là người tiếp quản. Sẽ mà thay cô đỡ đi tiếp tục đi kiện nữa. Ủa Lan oan cái gì đó Lan? Lan nói đi Lan. Lan oan cái gì mà Lan lên không gian mạng Lan cho rằng Lan oan là Lan có những cái mà để lại di chúc rồi di thư rồi tựa lưa hạt me vậy. Oan cái gì quý vị? Bản thân mình mà lên mà nhục mạ người ta, xúc phạm người ta, thậm chí còn cầm đèn chạy trước ô tô. Đó. Những cái clip mà vừa qua thật sự quý vị tôi đã có chia sẻ rất nhiều cái khía cạnh mà cô này đó. Đó là cô lên gọi là cô cũng đang có những cái gọi là cái như là nhục mạ vu khống một cách rất bất chấp. Ủa bây giờ tôi hỏi, bây giờ tôi trong suốt một khoảng thời gian trong vòng 3 năm nay bà Hằng bà làm gì với cô Lan này? Những cái gì bà sai là bà đã có một trong những cái giá trả rất đắt. Bà Hằng đã trả giá. Bây giờ bà mới vừa gọi là tái nhập lại cộng đồng. Bà đang có những cái ý tưởng mà để mà chung tay để mà giúp cho đồng bào miền lũ, thì cô này lại như là vô bắt đầu là công kích liền, vô công kích liền. Cô cho rằng là bà Hằng đó là phải giật cái gói thiện nguyện của là một số nghệ sĩ để cho người ta nản chí người ta không làm, bây giờ bà Hằng bả làm để bả trục lợi. Tôi hỏi bây giờ ai có đủ uy tín cứ ra mà làm. Ngày xưa chưa có nghị định thì dành nhau làm, mạnh ai nói kêu gọi. Ha? Mạnh ai nói kêu gọi. Bây giờ nghị định đã ban hành. Nên nhớ rằng nhờ cái sự đấu tranh của bà Hằng trong công tác thiện nguyện tự phát là cái nghị định 93 mới là ban hành, để mà hướng dẫn những người để làm thiện nguyện. Đó. Rồi bây giờ có nghị định người ta ban hành rồi, tại sao không ai mà làm mà cái như là bảo rằng là bà Hằng bà dành bà giật. Thế bà Hằng bà dành bà giật giờ làm gì? Làm của hả? Thế. Ngày xưa như một thằng mù đi đêm là đi được. Đi kêu gọi được, làm thiện nguyện được. Rồi từ lúc có nghị định 93 ban hành rồi thấy là một số con người mà ngày xưa còn xông xáo đó, đó bây giờ thấy hình như là rũ càng hết trơn đúng không? Đó. Thì mình phải hỏi một câu hỏi, vì sao ngày xưa anh như một thằng mù đi đêm mà anh đi được, bây giờ là có gọi là đường dẫn lối cho anh rồi anh lại không đi? Phải đặt một cái dấu hỏi. Tôi thấy bà Hằng là những cái gì bà sai thì bà đã nhận những cái kết, bà đã có những cái giá bà đang trả. Nhưng mình không phủ nhận những cái bà Hằng bà đúng, những cái bà Hằng bà đang đóng góp cho xã hội. Những cái người ta làm tốt thì mình cũng phải là hoan nghênh, phải động viên cổ vũ cho người ta làm. Những cái sai là bà đã chịu rồi, mà bây giờ đi soi ra làm gì? Ê, mình đã làm được một góc như bà chưa? Chưa đúng không? Chưa giải mà còn mày đạt nó lên, lên còn thích thể hiện. Còn đời là nguyên sinh. Cô bảo rằng cô là nhà cô bây giờ đó là cả mẹ lẫn con là thức nhau mà canh camera chi mà khổ Lan. Chi mà khổ vậy?
Cô bảo rằng đầu hôm là cô canh, cuối hôm là mẹ cô canh, phải canh camera cả ngày lẫn đêm, sợ chỉ cần mà tập trung đông người chỗ nhà cô là cô vô cô làm liền thôi. Trời đất thánh thần, không biết cô làm cái cây bà con nghe tiếp nè. Cho nên tôi chết trong nhà, tôi chuẩn bị hết máy quay suốt 3 năm trời. Tôi luôn luôn từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng là tôi canh camera, còn từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm là mẹ tôi canh camera ở dưới nhà bếp, có camera riêng ở trên này có hệ thống camera. Như vậy á, nhìn liên tục vô có một cái sự mà tập kết đông người hay là như thế nào đó thì tiến hành là bật máy quay lên, quay để báo cho người dân biết được những cái việc bắt người nha. Cho nên là tôi sẽ không bao giờ để cho mình bị bắt một cách oan ức. Tôi vẫn tồn tại ở đây thêm vài năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Đã không bao giờ để bắt một cách oan ức. Ủa mà tại sao phải sợ ta? Mình không có làm gì, tại sao mình phải sợ? Tại sao mình không dám đối diện mà bây giờ lại tính cái bài gọi là để mà đối phó với cơ quan chức năng rồi? Đây là một trong những cái lời mà cô này gửi một thông điệp để hăm dọa, để hăm dọa cơ quan chức năng, đúng không? Cô đang có những cái lời lẽ hăm dọa cơ quan chức năng rất trắng trợn. Cô chỉ cần mà thật sự cô bảo rằng là cô không để cho công an bắt cô đâu, nếu mà công an mà tới là cô tự cô xử cô luôn rồi. Bà con nghĩ đi, những cái câu từ như thế này là sao? Ủa tại sao mình không làm gì sai thì việc gì mình phải sợ? Tại sao mình không đối diện với cơ quan chức năng? Cơ quan chức năng là một trong những cái nơi mà thực thi pháp luật. Người ta sẵn sàng, đấy là người ta giải oan cho mình. Người ta sẵn sàng để mà cái như là một trong những nơi để mình là nương tựa. Mà tại sao cơ quan chức năng là cái như là tới là cô lại có những động thái là làm ngay làm liền là sao? Thế mình không sai việc gì mình phải sợ? Bà con thấy điều đó vô lý không? Không sai mà sợ. Phòng camera là theo dõi cô, giống như là cái khu của cô là một trong những cái là ngoại là bất xuất, ngoại bất nhập. Vô đã còn gắn camera, thậm chí cái thằng cu kia nó uống cà phê, nó nhìn lên trúng cái phòng ngủ của cô là cô cũng nháy đồng đồng. Không biết lúc đấy là Lan có mặc cái gì hay không mà sao tự nhiên mà la làng là sống quá trời quá đất. Đúng không? Trừ khi mà nó lén vô nhà tắm của mình, nó rình mình là mình mới la làng. Còn đằng này là nó là ở ngoài khung viên gia đình của mình, ngoài khung viên cái căn nhà của mình. Đúng không? Do mình là vô ý vô tứ, mình để mà hớ hên thì người ta nhìn thôi. Tôi nói thật sự quý vị, mở mà treo miệng mèo mà không nhìn sao được. Tôi còn nhìn, đừng nói với thằng cu đó. Mặc dù nó thật sự cái tầm nhìn sao tôi bây giờ nó đã già rồi, nó không còn nhìn như trước. Nhưng mà thật sự thấy những hoàn cảnh và tôi phải nhìn thôi. Sao không nhìn được quý vị? Đúng không? Đây là một trong những cái phản xạ tự nhiên của một con người. Đấy. Thấy mà đứng phất phơ phất phướng vậy. Mặc áo dây mà đi thước tha thước thước vậy mà không nhìn sao được? Ai mà bảo là không nhìn là tôi nói đây là một vô lý. Ai mà nói tôi không nhìn là tôi nói là tự dối lòng mình. Tự dối lòng mình. Trừ khi những người cùng giới người ta không nhìn thôi. Chứ bằng thật sự khác giới mà đi như cái cô Lan đi như lúc chiều như vậy, cái ông già mà 90 tuổi ông cũng ráng ông ngước mắt ông nhìn. Đừng có nói câu chuyện mà không nhìn. Mà người ta nhìn là do mình. Do mình là mình không có gọi là giữ khẽ. Do mình là để cố tình cho người ta nhìn thì người ta nhìn. Bắt đầu là cô lên cô chữ quá trời luôn. Cô lên cô gọi là tại sao phải nhìn, tại sao thế này thế nọ. Tôi nói cái câu chuyện có một chút xíu đó cho nó. Rồi cô quy chụp cho thằng cu này là YouTuber. Cô quy chụp nó là YouTuber. Tới để mà rình rập nhà cô để mà quay. Tôi nói khi nào người ta bước vô khung viên nhà mình đã. Rồi mình mới lên tiếng. Còn người ta ngồi quán cà phê người ta làm gì kệ người ta. Mình không thích người ta nhìn thì mình kéo rèm, kéo cửa. Đúng không? Tự nhiên bây giờ rồi cái như là thấy người ta như vậy. Tự nhiên bây giờ thấy người ta nhìn mà cái ám chỉ là người ta nhìn vô gia đình của mình, nhìn vô nhà của mình. Rồi có một ý đồ gì? Tôi nói nam dùm một người nữ thì có một ý đồ gì? Đấy. Một người đàn ông nhìn một người đàn bà với ánh mắt mà thật sự đắm đuối vậy thì một ý đồ gì? Tự hiểu đi.
Trời đất thánh thần, nhìn thấy thằng cu cái tội của chị nó đang phiêu, đang nhìn cô Lan là phất pha phất phướng là nó đang phiêu quý vị. Xuống là cô gọi là cô kéo một cái là nó quay về lại thực tế liền, là nó bực. Nó đang phiêu du mà, vừa đang nhìn vừa đang suy nghĩ. Đang gọi là đang thả hồn lên chín tầng mây để cảm nhận. Trời đất thánh thần, cô Lan cô xuống cô réo một cái là hồn về thực tế là gọi là cũng hơi bị nhập đó ha. Quá trời quá đất. Vì sao? Vì tôi chờ một công lý để cho tôi, cho chị tôi bị đánh phần tật 20%, để cho những đối tượng tấn công tôi, chủ mưu cầm đầu như vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Quỳnh Duy Dũng và 35 YouTuber phải bị trừng trị trước pháp luật. Cái đây là một cái sự vu khống trắng trợn, đúng không? Vu khống trắng trợn. Bản thân mình á, mình không lên phát ngôn những cái mà nó không phù hợp thì không ai mà lên gọi là phán biện lại đâu, đúng không? Trừ khi những cái lời của mình đó là nó không lên không gian mạng. Nó đã lên không gian mạng thì người ta được quyền người ta phán biện lại. Phán biện lại những cái tư tưởng, những cái lời lẽ, những cái hành vi nó không có phù hợp. Cũng là mục đích cuối cùng là để bảo vệ cho cộng đồng nó có gọi là những cái văn hóa sạch, văn hóa đẹp. Tất cả mọi người được quyền bảo vệ cái văn hóa của dân tộc mình. Để một người như cô lên rồi cô vu khống, cô lên cô chụp mũ, cô lên cô xuyên tạc. Đấy. Mà cô lên không gian mạng, phải nhớ rằng cô lên không gian mạng là một cái gọi là một cái cộng đồng rất lớn. Đấy. Cô thích nói sao cô nói, cô muốn chửi ai cô chửi, cô muốn vu khống ai cô vu khống. Bắt đầu cộng đồng mạng lên, bắt đầu là phản biện lại, cô bảo rằng đi tấn công. Ủa chứ tại sao mình không nghĩ rằng bây giờ tôi hỏi rằng bà Hằng bây giờ bà làm cái gì? Bà làm cái gì mình? Bà Hằng đã tấn công mình không? Mà mình là cái là ngang nhiên vô tấn công vợ chồng của người ta. Từ trước giờ bà con có thấy là bà Hằng bà có bao giờ bà lên bà nói là Lan này Lan nọ không quý vị? Không thấy đúng không? Từ lúc mà bà cái như là bà nhận cái gọi là cái như những cái hình phạt của pháp luật cho tới bây giờ. Chưa bao giờ bà Hằng bảo lên bà phải nói là Lan thế này Lan thế kia. Ở mà Lan thấy Lan là lên Lan tấn công, Lan vu khống, Lan chụp mũ, Lan xúc phạm. Thậm chí những cái vấn đề là Lan cũng đang xúc phạm người ta một cách rất nghiêm trọng. Và Lan có những cái gọi là vu khống. Lan đưa ra cái bằng chứng như thế nào mà cho rằng ông Dũng và bà Hằng đang đứng đằng sau 35 kênh YouTuber. Thậm chí bản thân tôi cũng vậy quý vị. Ở từ bữa trước bà Hằng bà ra tôi chưa có bất kỳ một cái động thái nào luôn. Tôi chưa có phát ngôn trong vấn đề này. Bắt đầu là cô lên cô cũng lôi tôi ra. Ở cái kênh Lang Thang Sài Gòn. Tôi nói rào chết nữa rào. Tự nhiên là mình đã không muốn tham gia. Bây giờ lôi mình vô thôi mình vô luôn hay sao? Đứng ngoài cũng không được. Tự nhiên là cái như là kết hợp tôi là cái như là cùng banh của thằng bánh mì. Nói tôi là cùng banh thằng bánh mì. Ông nậu ông mặc thành bánh mì tôi ghét nó còn hơn cái gì nữa, đừng nói cùng bánh thành bánh mì. Đó. Tôi không có bênh, không có nhóm ai hết trơn đó. Tôi thấy những cái gì mà nó gọi là nó bất cập là tôi lên tôi phản biện thôi. Bánh mì là việc của bánh mì. Bánh mì sao mà nó thật sự mà cùng bánh với anh được Lan trợ Lan lên Lan nói mà anh cao tới 1m8, bánh mì nó cao có 1m4 mà em nghĩ sao mà cùng được. Ê. Em tàu lao không dễ mà em lên em kết luận cái đúng rồi đó. Anh là độc cô một mình. Đó. Bây giờ lên bảo rằng cùng banh với bánh mì. Cùng banh với thằng này, cùng banh thằng kia. Tôi nói tôi chẳng cùng banh với ai trên trời. Thấy cái gì nó bất cập, thấy cái nó không phù hợp là mình lên mình đóng góp ý kiến thôi. Đó chẳng phải là mình lên không gian mạng xưng hùng xưng bá làm gì. Ở trên không gian mạng thật sự nó không cho ai là làm anh hùng cả. Mà bây giờ cái như là thật sự tôi đang có những cái mà tôi đang hỏi bây giờ cái bà Hằng bảo làm cái chi mà lên chữ bạn rồi người ta lên người ta phán biện lại. Người ta phán biện do cô này có những cái hành vi đang vu khống, đang chụp mũ Đại Nam một cách rất nghiêm trọng. Thì cô cho rằng là người ta đang tấn công cô. Đây là một trong những cái gọi là cái như là cô tự cái như là đánh trống rồi cô tự la làng luôn. Cô tự đánh trống, cô tự la làng.